Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 3 tháng 11 năm 2022, kho cạn hàng, giá gạo tiếp tục tăng. Giá gạo hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long được điều chỉnh tăng. Thời điểm cuối năm, các kho đều cạn hàng, thị trường giao dịch sôi động. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu duy trì ổn định. Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 10 năm 2022 ước đạt 700.000 tấn với giá trị đạt là 334 triệu đô, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 10 tháng đạt 6,07 triệu tấn với 2,94 tỷ đô, tăng 17,2% về khối lượng và tăng 7,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Trong dài hạn, các thương nhân xuất khẩu gạo đều tỏ ra lạc quan. Ấn Độ vẫn áp dụng chính sách thuế xuất khẩu 20% với gạo trắng, cũng như chưa dỡ bỏ lệnh cấm với xuất khẩu gạo tấm. Điều này tiếp tục gây thiếu hụt nguồn cung trên quy mô toàn cầu, thị trường bớt sức cạnh tranh. Chính vì vậy, các nước xuất khẩu khác trong đó có Việt Nam được hưởng lợi. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tìm lại được một số khách hàng truyền thống ở châu Phi, dù không nhiều vì giá gạo Việt Nam cao so với nhu cầu tiêu dùng của khu vực này. Thời điểm cuối năm, phần lớn các doanh nghiệp đều cạn kho nên giá tăng. Triển vọng của ngành xuất khẩu gạo trong dài hạn có nhiều lạc quan cả về lượng và giá. Giá gạo cụ thể hôm nay như sau. Gạo IR50404 nguyên liệu là 9.500 đến 9.550 đồng. Thành phẩm là 10.200 đến 10.250 đồng. OM5451 nguyên liệu là 9.500 đến 9.600. Thành phẩm là 10.250 đến 10.350 đồng. Gạo OM18 nguyên liệu là 9.600 đến 9.800. Thành phẩm là 10.500 đến 10.650 đồng. Gạo Đài Thơm 8 nguyên liệu là 9.650 đến 9.850 đồng. Thành phẩm là 10.600 đến 10.800 đồng. Giá phụ phẩm cụ thể như sau. Tấm IR504 ở mức 9.900 đến 10.000 đồng. Cám khô là 8.700 đến 8.800. Giá mang tính chất tham khảo, tùy theo mỗi khu vực sẽ có sự chênh lệch nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.